Hôm qua, tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội phối hợp với đội Cảnh sát 148 Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt Công an tỉnh Nghệ An phát hiện bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 1.500 kg thuốc nổ. Khoảng 12 giờ ngày 9 tháng 1 năm 2015, tại km 47 quốc lộ 48 thuộc khu vực xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội phối hợp với đội Cảnh sát giao thông 148, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra hành chính xe ô tô tải biển kiểm soát 37C08715 đang lưu thông từ hướng ngã ba Tây Hiếu lên huyện Quỳ Hợp. Qua kiểm tra phát hiện trong thùng xe có 5 bao tải chứa 1.500 kg thuốc nổ. Đối tượng vận chuyển là Nguyễn Thanh Bình, sinh năm 1960, trú tại xóm Hưng Nam, xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa.